Hello, chào tất cả anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã quay lại với video du lịch khám phá của em nha. Hôm nay thì em sẽ đưa anh chị mình đến Mũi Né trải nghiệm thực tế về bầu cát trắng ha, hay còn gọi là đồi cát trắng ở Mũi Né, Phan Thiết. Thì bầu cát trắng hay là đồi cát trắng cũng là một cái địa điểm rất là hấp dẫn dành cho những anh chị nào rất đam mê khám phá và những cái trò chơi mạo hiểm ở nơi đây. Ví dụ như là trượt thảm nè, từ trên đồi trượt thẳng xuống dưới dốc, hoặc là mình có thể chơi là đi lên xe địa hình nè, hay là những cái xe mô tô, ô tô lớn, mình có thể trải nghiệm ở nơi đây trên những cái đồi cát bao la ở Phan Thiết Mũi Né. Và với nắng gió ở nơi đây thì hiện tại thì em đang ở khu du lịch Bào Trắng. Và bên đây thì giá vé bình thường sẽ là 15.000, nhưng mà không biết là hôm nay, không biết chương trình khuyến mãi như thế nào, thì hôm nay em đi vào cái khu du lịch Bào Trắng You and Me thì lại được miễn phí nha mấy anh chị. Vào phía bên trong đây thì mình có thể xe mô tô nè, hoặc là mình có thể thuê những cái xe địa hình ở nơi đây. Em sẽ dạo một vòng quanh khu du lịch Bào Trắng. Ở phía sau khu du lịch Bào Trắng này sẽ là một cái đồi cát trắng này mấy anh chị, bao la bát ngát luôn. Và phía bên trong khu du lịch này cũng có lạc đà nè. Ở nơi đây thì lạc đà cũng rất là phù hợp để sinh sống, tại vì ở nơi đây là những sa mạc cát mà, nên là hả, nắng và gió thì lạc đà rất là ưa được cái khí hậu này. Như anh chị mình cũng thấy thì ở nơi đây rất là nắng luôn. Hiện tại thì vào buổi trưa nên là khá là nắng. Ở trên đây thì có đà điểu nè, có lạc đà, cũng như là những xe địa hình, có thể ra vượt lên địa hình cát nè, có thể chạy trên địa hình cát. Mình có thể thuê xe mình cũng được. Thuê xe thì có sẵn tài xế lái chở mình, và chở một tài xế và hai người nữa. Là với xe mô tô địa hình thì sẽ là 600.000, giá vé sẽ là 600.000 đó. Cái xe địa hình phía trước không anh chị, sẽ có một người đi theo và chở mình lên luôn, chở lên phía trên cái đồi á. Thì phía trên đồi cát sẽ có dịch vụ như là chuột ván nè, chuột những cái ván từ trên đồi đi xuống dưới dốc cát. Những cái xe địa hình như thế này thì rất là phù hợp cho cái việc mà chạy lên những cái đồi cát như thế này. Và ở đây thì cũng có lạc đà anh chị, nơi một cái nơi cằn cỗi nhưng mà cây xanh thì xanh mát luôn mấy chị, rất là xanh. Sống ở đây, sự sống thì có luôn, cây xanh nè, động vật cũng sống được. Những cái động vật như là lạc đà hay là đà điểu thì rất là ưa cái được cái khí hậu nắng và gió ở Phan Thiết Mũi Né này. Ở nơi đây thì có rất là nhiều xe địa hình. Và phía bên trong anh chị thấy không? Rất là nhiều xe địa hình như thế này nè. Để mình có thể thuê một xe như thế này sẽ chở được hai người. Mình có thể thuê tự lái hoặc là thuê có người lái với mình. Nếu mà có người lái thì sẽ là 600.000 và sẽ là thời gian là sẽ máy cho mình luôn. Còn nếu mà mình đi xe mà tự lái thì sẽ là thời gian tự lái muốn đi đến địa điểm nào cũng được, có thể sẽ thời gian sẽ là 20 phút ha. Nên chị mình có thể tham khảo tới đây. Ở đây là khu vực Bào Trắng You and Me, thì mình có thể vào khu này. Đây là khu lịch em cảm thấy là chạy dọc cái con đường vào đồi cát trắng này thì khu lịch You and Me này em cảm thấy là lớn nhất, và có rất là nhiều khách du lịch tới đây tham quan, cho nên là em chọn địa điểm này để vào cái đồi cát trắng này để tham quan.
mình đã dành thời gian xem hết video của em nha. Chúc anh chị mình có một chuyến đi thật là bình an. Và nếu video của em mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho mình thì hãy giúp em thêm một nút like cũng như là đăng ký kênh, ủng hộ cho em ra nhiều clip về du lịch hơn nữa nha.